Chào các bạn, mình là Ánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học bài số 7 trong phần Kanji Lút Lơn N3. Bài 7 này có chủ đề là Jūgyō to Jūken, bài học và thi cử. Đây là 16 Kanji xuất hiện trong bài, từ 97 đến 112. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết từng chữ này nhé. Đầu tiên, chúng ta có chữ Hi. Chữ này có âm Hán Việt là Hi, ghép bởi phần bên trên cùng là giống chữ Mê đúng không? Chữ Mê Katakana ấy, hoặc giống hình cái kéo đúng không nhỉ? Các bạn có thể tưởng tượng đây là hai cái lưỡi kéo này. Đấy. Đây là gì đây? Đây là hai cái chuôi, hai cái tay cầm. Dưới đây là chữ gì đây? Cái chữ đây là chữ bố đúng không nhỉ? Là nuno. Vậy thì câu chuyện của chữ hi để nhớ là gì đây? Hy vọng. Đây, chữ này là hi trong hy vọng nhá. Hy vọng cái kéo này, đây là cái kéo này có thể cắt được vải. Hy vọng cái kéo này có thể cắt được vải. Chữ hi này không có âm kunyomi mà chỉ có âm onyomi là ki hoặc là ke. Ví dụ kibo suru là hy vọng, nghĩa là kỳ vọng, mong mỏi, nguyện vọng. Thì đây là từ được dùng nhiều nhất trong các từ ghép của chữ hi, còn lại những từ khác thì dùng ít hơn rất nhiều đúng không nhỉ? Hiếm khi chúng ta gặp, ví dụ kisho là hi thiểu, có nghĩa là ít có, hiếm có. Kikyu là hi cầu, nghĩa là sự mong mỏi, sự tìm kiếm, sự yêu cầu. Kishokachi là hi thiểu giá trị, là giá trị hiếm có. Kihaku là hi bạc, nghĩa là mỏng manh, loãng hoặc là thưa thớt. Và đặc biệt nó đọc là kê trong từ kê ư đúng nhỉ? Kê ư là chữ hi và chữ hữu. Tiếng Việt mình thì cũng dùng từ hi hữu đúng không? Có nghĩa là hiếm có, hiếm gặp ấy. Thì trong trường hợp này nó không đọc là ki nhé, mà đọc là kê đúng nhỉ? Kê ư là hi hữu, có nghĩa là hiếm có, khác thường. Đây là một số kanji mà gần gần tương tự đúng nhỉ? Ví dụ các bạn quan sát đầu tiên là chữ cân này, đây là chữ cân và cũng là bộ cân luôn, đây là vải đúng nhỉ? Đấy, tượng trưng cho vải nhá. Bộ cân, những cái chữ có bộ này thường thường liên quan đến vải. Tiếp theo, đây là chữ bố, đúng nhỉ? Chữ bố thì là bộ cân với lại có cái phần giống là chữ na ấy. Bố này là vải, nghĩa là nuno đúng nhỉ? Đây là chữ thị. Chữ thị gồm có bộ gì đấy? Gồm có bộ bộ đầu đúng không? Và dưới là gì nhỉ? Dưới là chữ bộ cân nhá, có nghĩa là thành thị. Đây là chữ bố. Chữ bố này ghép bởi bộ tâm và chữ bố vải, tạo ra chữ bố này trong từ khủng bố, nghĩa là sợ hãi, cố ai đúng nhỉ? Và đây là chữ hi mà chúng ta vừa học. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ vọng. Chữ vọng ghép bởi phần bên trên có hai cấu kiện là gì nhỉ? Bộ, đây là chữ vong đúng không? Chữ vong nghĩa là chết. Và đây là gì nhỉ? Đây là nguyệt, là mặt trăng. Và dưới là chữ vương, nghĩa là vua. Vậy thì câu chuyện của chúng ta để chúng ta nhớ được chữ vọng là gì nhỉ? Hy vọng đức vua, đây là vua nhá, không tử vong trong đêm trăng đúng không? Đây là hy vọng này. Toàn bộ chữ này là chữ vọng. Đây là ông vua này, đây là vong này, và đây là nguyệt trăng này đúng không? Hy vọng đức vua không tử vong trong đêm trăng. Chữ vọng này có âm kunyomi là nozo trong từ nozomu, có nghĩa là mong mỏi, ao ước, mong ước. Nozomashi là tính từ đuôi y, có nghĩa là ao ước, mong muốn đúng không? Âm ghép của chữ này có đọc là bo hoặc là mo, nhưng mà nhiều hơn là bo. Ví dụ kibo suru là hy vọng, gambo là nguyện vọng, Shitsubo đúng nhỉ? Shitsubo suru là thất vọng, bo enkyo là vọng viễn kính, có nghĩa là kính viễn vọng. Tiếp theo chúng ta có chữ khả. Chữ khả ghép bởi bộ gì đây? Ghép bởi đây là giống như bộ đinh đúng không? Đây cái bộ này này, còn một nét ngang này với một nét dọc xuống này giống như bộ đinh nhá. Và đây là bộ khẩu đúng nhỉ? Nhưng mà chữ này rất là đơn giản, chúng ta có thể nhớ luôn cái mặt chữ cũng được, không cần phải tạo ra câu chuyện. Những cái chữ nào mà thông thường ấy, những cái chữ nào mà nó quá dễ thì chúng ta sẽ nhớ luôn, hoặc những chữ nào mà cấu kiện nó quá quá phức tạp ấy thì chúng ta sẽ đọc nhiều lần, xem nhiều lần, viết nhiều lần để nhớ. Chứ những cái chữ phức tạp như vậy các bạn cũng không nên cố gắng là phân tích ra thành từng bộ nhỏ quá thì câu chuyện nó rất là dài, rất là khó nhớ đúng không? Những cái chữ nào mà chúng ta chiết tự ra khoảng 3 phần trở lại thì chúng ta có thể dùng để nhớ nó tốt hơn nhé. Chữ khả này không có âm kunyomi mà chỉ có âm onyomi là gì đấy nhỉ? Ka. Ví dụ trong từ kano là khả năng này, kanose là khả năng tính, nghĩa là tính khả thi, khả năng xảy ra đúng nhỉ? Ví dụ chúng ta có ngữ pháp là kanose ga aru, có khả năng là như thế nào đó, hay là kanose ga takai là khả năng cao là như thế nào đó đúng không? Đấy, ví dụ như là gì nhỉ? Konban wa ame ga furu kanose ga takai, có nghĩa là tối nay đêm nay ấy, thì khả năng cao là trời sẽ mưa. Kyoka là hứa khả, có nghĩa là sự cho phép, cấp phép. Fukano là bất khả năng, có nghĩa là không có khả năng.
không khả thi, không thể được, đúng nhỉ? Nếu mà chúng ta nhớ trong phim Trung Quốc nó có cái chữ bất khả năng đọc à, phư khả nó, đúng nhỉ? Nó gần giống giống như thế, mình cũng không chắc chắn là đọc là như vậy, nhưng mà đại loại nó cũng ba cái chữ này ghép lại và nó khá giống tiếng Nhật nhá. Và trong từ gì nhỉ, kawaii, đúng nhỉ? Kawaii là khả ái, nghĩa là đáng yêu, và đặc biệt nó đọc là ô trong từ okashi, có nghĩa là khả tiếu, là buồn cười, kỳ quặc. Thế nhưng mà thực ra người ta không viết dưới dạng kanji, người ta chỉ viết dưới dạng hiragana thôi, bởi vì các bạn thấy nếu mà biểu diễn bằng gì nhỉ, bằng kanji thì rất là phức tạp, không thay thế được cái mỗi cái kanji này, chỉ thay thế được cho một cái âm tiết đơn âm này thôi đấy, nó sẽ không có nhiều ý nghĩa nhá. Do vậy người ta để hay dưới dạng là okashi. Chữ khả này có một số chữ liên quan này và nó tạo ra một số cái chữ khác, ví dụ đây là khả này, đây là hà, hà này là chúng ta thêm bộ nhân đứng vào bên tay gì đấy, bên tay trái của chữ khả thì được hà này, trong từ nani đúng nhỉ, hoặc là nan nghĩa là cái gì, thêm bộ thủy, ba chấm thủy vào bên tay trái của bộ khả thì được chữ hà, trong từ sơn hà, sông núi đúng không, là con sông nhá, hà này, và thêm gì nhỉ, thêm bộ thảo ở trên cái chữ hà số 2 này thì chúng ta được chữ hà trong từ hành lý, nimotsu đúng không. Đấy là những cái liên quan đến chữ khả. Tiếp theo chúng ta có chữ năng. Chữ năng ghép bởi cái gì đây nhỉ? Chữ năng ghép bởi phần đây là chữ bộ mư đúng không? Chữ mư katakana hoặc là bộ tư, bộ khư ấy, nghĩa là riêng tư. Dưới là nguyệt đúng nhỉ? Dưới là nguyệt. Đấy. Và đây là gì đây nhỉ? Đây là hai bộ này, là hai bộ chủy nhá. Bộ chủy ở trong tiếng Nhật có nghĩa là cái thìa. Đấy. Thì ở đây mình để dễ nhớ hơn mình sẽ nhớ như nào nhỉ? Đây là bộ tư đúng không? Tư. Đây là nguyệt này, đây là hi hi, đây rất là giống hai chữ hi cứng đúng không, thì mình nhớ là à vô tư đúng không nhỉ, nguyệt vô tư cười hi hi này đấy, hay là vô tư nguyệt cười hi hi, biết đâu có khả năng gì lạ chăng, chính vì có khả năng gì lạ xảy ra nên cô ấy mới cười hi hi như thế đúng nhỉ. Tùy các bạn thôi, các bạn có thể dùng cái cách riêng của các bạn nhớ. Chữ năng này không có âm kunyomi mà chỉ có âm onyomi là no, ví dụ kano là khả năng, noryoku là năng lực, kino là cơ năng có nghĩa là tác dụng chức năng, seno là tính năng, gino là kỹ năng, hono là bản năng. Đấy, rất là giống tiếng Việt đúng không? Tiếng Việt đều có những từ khả năng, năng lực, cơ năng, tính năng, kỹ năng, bản năng nhá. Một số chữ khác được tạo ra từ chữ năng, ví dụ đầu tiên đây là chữ năng này, chữ năng là như thế này đúng không? Nếu mà chúng ta thêm bộ tâm ở phía dưới thì được chữ thái, trong từ thái độ đúng nhỉ? Thái độ hoặc là jōtai, trạng thái. Chữ hùng đúng nhỉ, chữ hùng là con gấu, chúng ta thêm bộ gì đây, chúng ta thêm bộ bốn chấm hỏa lửa ở dưới chữ năng đúng nhỉ, thì được chữ hùng, kuma là con gấu, và chúng ta thêm bộ gì đây nhỉ, thêm bộ võng ở trên cái chữ năng thì được chữ bãi, trong từ bãi bỏ, bãi miễn đúng nhỉ, himen đấy. Đấy, nhưng mà những cái chữ như là thái, hùng rồi thì bãi này chúng ta học ở trình độ cao hơn nhá, trình độ N2, N1 nhá, do vậy đến lúc đấy thì chúng ta sẽ ôn lại. Tiếp theo chúng ta có chữ diện. Chữ diện thực ra thì chữ này các bạn không nên cố gắng để tạo ra câu chuyện để nhớ đúng nhỉ, bởi vì nó cũng không tạo ra một cái hình thù gì cả, rất là khó nhớ. Thì những cái chữ như vậy thì mình thông thường mình sẽ cố gắng nhìn nhiều lần rồi mình viết nhiều lần thì mình sẽ nhớ được. Chữ diện này có âm kunyomi là tsura hoặc là omo, ví dụ tsura nghĩa là bề mặt, mặt, bộ mặt, còn trong từ gì nhỉ, trong từ omoshiroi, omoshiroi nghĩa là diện bạch, có nghĩa là thú vị. Thế nhưng thông thường chúng ta thấy người ta hay viết dưới dạng gì đấy, viết dưới dạng hiragana nhiều hơn là viết dạng kanji đúng không? Âm ghép của chữ này đọc là men hoặc là men, trong đó nhiều nhất đọc là men, ví dụ zemen là toàn diện này, ba men là gì nhỉ, ba men là trường diện có nghĩa là cảnh, hoàn cảnh, gần giống như là từ ba ai hoặc là từ shin ấy đúng nhỉ, shin chữ cứng nhá. Mensetsu là diện tiếp nghĩa là phỏng vấn, hyomen là biểu diện nghĩa là bề ngoài, bề mặt, menseki là diện tích đúng nhỉ, rồi thì chokumen là trực diện đúng nhỉ, shomen chính diện, còn một số từ nữa mà mình không biết ở đây. Thì ở đây chúng ta có thêm cái phần thông tin bổ sung là gì nhỉ, không chỉ từ omoshiroi có dạng kanji mà rất nhiều từ khác cũng có dạng kanji, tuy nhiên người ta thường viết dạng hiragana ấy. Những cái chữ như này là takusan đúng nhỉ, đấy, takusan nghĩa là nhiều này, cũng có kanji này. Đây là chữ trạch và chữ sơn, chữ trạch là đầm lầy, đây sơn là núi. Thì ngày xưa ấy, ngày xưa khi mà nó chưa có đô thị, từ rất xa rất xưa ấy, thì gần như là ở Nhật Bản rất là nhiều cái đầm lầy và rất là nhiều núi, do vậy để diễn tả cái độ nhiều đấy người ta lấy cái chữ trạch là đầm lầy và chữ sơn là núi để đặt nhé, takusan có nghĩa là vậy.
một số cái chữ khác như là a rự này, đây là chữ tại đúng không, nghĩa là có ở này, đây là a rự là chữ hữu là có sở hữu này, y rự là chữ cư là ở này, hay cô, đến cả chữ cô a sô cô đều có kanji hết. Thế nhưng mà gần như là người ta sẽ không dùng dưới dạng kanji những cái chữ này, mà người ta chỉ biết hiragana thôi. Lý do như mình nói ở trên đấy là bởi vì sao nhỉ, bởi vì một cái ký tự nó chỉ biểu hiện cho một chữ, không có nhiều ý nghĩa nhá. Đấy, tiếp theo chúng ta có chữ tiếp. Chữ tiếp ghép bởi phần bên trái là bộ thủ là cái tay, phần bên phải là chữ lập là đứng, và phần bên dưới là chữ nữ đúng không, là người phụ nữ. Thì chữ tiếp này là câu câu chuyện là gì đây? Tay, đây là tay này đúng không nhỉ, tay này đang đứng, đây là bộ lập là đứng nhá, tay này đang đứng chào nữ tiếp viên, tay này này đang đứng này chào nữ này, toàn bộ là tiếp viên đúng không nhỉ. Thì chữ tiếp này có âm cưn là sư trong từ gì nhỉ, trong từ sư có nghĩa là ghép hoặc là ráp đúng nhỉ. À, ví dụ như là ghép cây ấy, hay là ghép xương, ghép nối xương, thì có thể dùng động từ đơn là động từ sư ngữ nhá. Âm ghép của nó đọc là sết sết hoặc là show, nhưng mà rất ít khi đọc là show, chủ yếu đọc là sết. Ví dụ chủ cứ sết là trực tiếp này, sét tai sư là tiếp đãi, nghĩa là sự tiếp đón tiếp đãi, men sết sư là diện tiếp là phỏng vấn, sekin là tiếp cận, can sết teki là gián tiếp đích là mang tính gián tiếp, hay sệt sự là liên kết tiếp xúc. Đấy, chữ tiếp này cũng rất là quan trọng, các bạn lưu ý. Tiếp theo chúng ta có chữ lạc. Chữ lạc ghép bởi bộ gì nhỉ, bộ thảo, trên cùng là bộ thảo nghĩa là cỏ đúng không, dưới là bộ gì đây, dưới là bộ ba chấm thủy là nước, và đây là chữ các đúng nhỉ, trong từ các vị. Thì câu chuyện của chữ này là gì nhỉ, thảo, đây là thảo, trên cùng là thảo này, thảo rơi xuống nước được các vị cứu rồi lại bị lưu lạc đúng không, đây là thảo nhá, đây là nước nhá, thảo rơi xuống nước rồi được các vị cứu nhưng rồi lại cuối cùng lại lưu lạc ở đâu. Thì chữ lạc này có âm kunyomi là ô, ví dụ trong từ ochiru là tự động từ nghĩa là rơi rụng đúng nhỉ, tha động từ là otos có nghĩa là đánh rơi vứt bỏ. Một số từ khác ví dụ như là ochikomu đúng nhỉ, ochikomu là buồn bã suy sụp giảm sút đấy, hay là ochitsuku đúng nhỉ, đây là đánh sai nhé, không phải là tsumu mà tsuku, ochitsuku có nghĩa là bình tĩnh giống từ rese ấy. Từ ghép âm onyomi đọc là la cự, trong từ la cờ nghĩa là sự rơi xuống đúng nhỉ. Tại sao đây là la cự mà đây lại là la với lại âm ngắt, là bởi vì khi mà hai cái chữ kanji, đây là chữ lạc đọc là la cự, đây là chữ hạ đọc là cờ, thì khi mà đằng trước là kasata, đằng sau là kasata ghép với nhau ấy thì nó bị biến thành âm ngắt nhé. Ví dụ các bạn thấy đây là la cự, đây là chữ cư là thuộc hàng ca, chữ hạ là đọc là cờ đúng nhỉ, vậy hai cái ca đặt cạnh nhau sẽ đọc âm ngắt là cờ. Đấy, đấy là cái quy tắc về âm đọc các bạn cần lưu ý. Thì một số cái thông tin bổ sung về chữ lạc đó là gì nhỉ, nhiều người sẽ nhầm lẫn hai cái chữ đấy là ochiru và chiru đúng không, ochiru là rụng, chiru cũng là rụng thì nó khác gì nhau, đó là ochiru ấy nó trọng tâm vào việc cái vật đó nó lìa khỏi chỗ cũ và đang ở dưới đất, còn chiru là trọng tâm vào vật đó nó đang trao liệng trong không khí. Ví dụ cùng là lá rụng nhá, nhưng mà chiga ochita có nghĩa là lá rụng nó đang nằm ở dưới đất, nhưng chiga chita có nghĩa là lá rụng ấy nó đang gì nhỉ, đang trao liệng, đang bay lơ lửng, đang trao liệng trong gió đúng nhỉ, trước khi nó rơi xuống đất. Đấy, đấy là cái sự khác nhau, tất nhiên là các bạn dùng cái nào cũng được, nó cũng không đến mức bắt bẻ quá, nhưng bạn nào mà muốn biết thêm thông tin thì là như thế. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ tích. Chữ tích này ghép bởi phần bên trái là bộ gì đây, đây là bộ mịch là sợi chỉ đúng không, và phần bên phải là chữ trách, trong từ trách nhiệm. Chữ trách này thì lại cấu thành bởi trên là bộ chủ và dưới là bộ bối đúng nhỉ. Thì mình có câu chuyện để nhớ nhớ chữ trách này, đó là chủ đúng không, đây là chủ nhá, chủ tôi coi việc lấy bảo bối là trách nhiệm đúng nhỉ, đây là chủ, đây là bối này, bảo bối này, chủ nhân này, chủ nhân lấy bảo bối đúng nhỉ, chủ nhân coi việc lấy bảo bối là trách nhiệm. Và nhớ được chữ trách rồi thì chúng ta nhớ chữ tích. Chữ tích đấy là gì nhỉ, thành tích đúng không, thành tích của hắn là hoàn thành trách nhiệm lấy chỉ về, đây là toàn bộ chữ này là chữ tích, đây là chỉ quận chỉ này, đây là trách nhiệm này. Đấy, thành tích của hắn là hoàn thành trách nhiệm lấy quận chỉ về nhá. Chữ tích này có âm khương là ư, trong từ ư ngự có nghĩa là quay vòng. Đấy, quay vòng. Thế nhưng mà thực ra thì rất là ít dùng, chẳng dùng mấy đâu. Chủ yếu nó dùng dưới dạng âm onyomi là seki, ví dụ trong từ seki có nghĩa là thành tích. Senseki là chiến tích. Jiseki là thực tích, có nghĩa là thành tích thực tế, thực thu.
Koseki là công tích, nghĩa là công lao, công trạng. Boseki là phưởng tích, có nghĩa là dệt. Đấy, đây là một số kanji mà dễ nhầm lẫn với lại chữ tích nhá. Ví dụ đây là chữ trách, đúng nhỉ? Chữ trách trong từ trách nhiệm, sekinin này. Chức trách này, shokuseki này. Đây là chữ tích. Chữ tích này nó khác chữ tích này, đây là hai cái mọi người rất là dễ nhầm với nhau. Thì cái tích mà tạo bởi bộ hòa là cây lúa ấy, ghép với lại bộ với lại chữ trách ấy, thì tích đấy nó nghĩa là diện tích hoặc là tích lũy, đúng nhỉ? Trồng chất. Đấy. Còn cái chữ tích mà nghĩa là thành tích, chiến tích, thực tích ấy thì nó phải là bộ mịch là sợi chỉ cơ, lưu ý nhá. Nếu mà chúng ta thay cái bộ gì đây, thay bộ mịch này đi bằng bộ nhân đứng, chữ trái trong từ công trái, đúng nhỉ? Chắc các bạn nghe thấy từ công trái chính phủ rồi đúng không? Nghĩa là gì nhỉ? À, khoản nợ, trái phiếu, công trái. Đấy, đấy là những cái liên quan đến chữ tích. Tiếp theo chúng ta có chữ cấp. Chữ cấp ghép bởi bộ mịch là quận chỉ và phần bên phải là chữ cập trong từ phổ cập, đúng không? Thì câu chuyện của chữ cấp đấy là cập nhật loại chỉ cao cấp, đúng nhỉ? Đây là cập này, chữ cập đây nhá, đây là mịch này, là chỉ này. Vậy thì toàn bộ cái chữ này là cập nhật loại chỉ cao cấp. Chữ cấp này không có âm kuyomi mà chỉ có âm onyomi là kyu. Ví dụ trong từ kyu có nghĩa là cấp bậc, đúng nhỉ? Shokyu là sơ cấp, chyukyu là trung cấp, jokyu là thượng cấp, kokyu là cao cấp, dokyuse là đồng cấp sinh, là bạn cùng lớp, ikyu là nhất cấp bậc nhất. Ví dụ ngày xưa tiếng, đúng nhỉ, thi năng lực tiếng Nhật nó không có N1, N2, N3 mà nó cứ gọi là ikyu, nikyu, sankyu và yonkyu, đúng không? Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 hay là kaikyu là giai cấp. Một số chữ gần giống nó, ví dụ đây là chữ cập, cập này trong phổ cập, đúng không? Fukyu, tsukyu này. Đây là chữ hấp trong hút, hấp thu, nó ghép bởi bộ cập với lại bộ khẩu, đúng không? À, bộ cập với bộ khẩu thì đọc là sư, đúng nhỉ? Suimasu có nghĩa là hút. Đấy, hoặc là hấp trong từ hấp thu, kyushu, kyushu suru. Đây là cấp trong từ trung cấp, cao cấp, là cái mà chúng ta vừa học xong. Đây là cháp là đối xử, đúng nhỉ? Atsukau. Đây là những chữ mà nó na ná nhau, các bạn cần lưu ý nhé. Chữ tiếp theo này, đây là chữ khuyết. Chữ khuyết này thì nó cũng rất là đơn giản, đúng không? Nó tạo thành bởi đây là gần giống như một cái nhân nằm, ở đây là nhân nhân thường, đúng nhỉ? Thì thôi cái chữ này đơn giản thì mình sẽ tự nhìn nhiều rồi mình nhớ nhá. Chữ khuyết này có âm kunyomi là ka trong từ kakasu, nghĩa là thiếu sót, thất bại. Kakeru là khuyết, thiếu. Kaku là thiếu. Rất là nhiều từ mang nghĩa là thiếu và đều đọc là na ná nhau. Kakasu, kakeru, kaku. Đấy. Lưu ý này, âm ghép của nó đọc là kết sự hoặc là ken. Nhưng chủ yếu mình đọc là kết sự là nhiều. Ví dụ keten là khuyết điểm, đúng nhỉ? Suka kết sự là gì đấy? Bất khả khuyết, không thể thiếu. À, chữ khuyết này ngoài cách đọc âm Hán Việt là khuyết, còn cái đọc khác là khiếm nhá. Khiếm hay khuyết thì đều là thiếu cả. Đây là một số kanji mà có cái bộ khuyết này. Ví dụ đây là chữ ẩm, đúng không nhỉ? Ẩm, ẩm thực, chữ học trong N5 thì ăn không thể thiếu uống được, đúng không? Đây là nhuyễn, đúng nhỉ? Cái xe này nó thiếu cái sự linh hoạt, nhuyễn là mềm, chúng ta học ở bài số 7, đúng nhỉ, trong phần N2. Đây là gì đây? Đây là súy, không có gì đây. Bộ khẩu là thổi và đây là thiếu, đúng nhỉ? Đương nhiên là khi mà thổi thì không thể thiếu cái hơi thổi thở ra từ miệng rồi, thổi sáo chẳng hạn. Đây là gì? Đây là thứ tsugi tiếp theo, gồm có bộ bộ băng, đúng nhỉ, hai chấm băng với lại bộ khuyết nhá. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ dịch. Chữ dịch ghép bởi bộ ngôn ở bên tay trái và bộ gì nhỉ, bộ xích ở bên tay phải. Bộ xích đây là giống cái bộ xích đây là một đơn vị đo chiều dài, thế nhưng mà đây giống chữ R. Do vậy mình nhớ cái chữ này đó là gì đây nhỉ? Nói, đây là bộ ngôn là nói này. Nói chữ R khi phiên dịch. Đây là ngôn nhá. Ngôn là nói này, đây là chữ R, rất là giống chữ R đúng không các bạn? Nói chữ R khi đi phiên dịch. Thì chữ dịch này có âm kunyomi là wake. Ví dụ trong từ wake là lý do, đúng nhỉ? Hay là moshiwake là thân dịch, lời xin lỗi, tạ lỗi đúng không? Ví dụ moshiwake gozaimasen, đúng nhỉ? Moshiwake arimasen đấy. Tôi vô cùng xin lỗi là hình thức xin lỗi rất là lịch sự nhá. Wake này cũng chính là mấy cái ngữ pháp wake da wake ga nai mà các bạn được học ở trong N3 ấy. Đấy. Âm kunyomi của chữ này là yaku, ví dụ trong từ yakusu là dịch. Dịch này thì bao gồm cả dịch viết và dịch nói nhá. Hon yakusuru, chữ Hán là phiên với dịch, có nghĩa là dịch giải mã, dịch viết. Suyakusuru là thông dịch, là dịch nói. Yakusha là gì nhỉ? Dịch giả là người phiên dịch, người dịch. Đấy là những cái từ liên quan.
Có một số chữ kanji có cái bộ xích này các bạn có thể tham khảo thêm. Đây là dịch nhà ga ghép ở bộ mã và chữ bộ bộ xích này. Đây là dịch lý do phiên dịch. Đây là chữ thích học ở N1 nhá, nghĩa là giải thích cai xe cự đúng nhỉ. Đây là chữ lực, à chữ tận trong từ tận lực sư sư gì nhỉ? Sư cư sự đúng nhỉ? Đấy. Sư cư sự hay là jin jin điêu cự ấy là tận lực ấy, dốc hết sức. Cũng học trong N1. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ lệ. Chữ lệ ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ nhân đứng. Phần bên phải đây, bộ nhân đứng đây. Phần bên phải là chữ gì đây? Phần bên phải là chữ liệt, có nghĩa là hàng lối đúng không? Đây chữ này nhá, cái đây là chữ liệt này, hôm trước các bạn đã học ở bài số mấy đấy mình không nhớ lắm nhưng mà đại loại là học rồi. Thì câu chuyện để nhớ chữ lệ là gì nhỉ? Đây là người này, đấy, người này không xếp hàng là điều ngoại lệ. Người này không phải xếp hàng, liệt là xếp hàng đúng không? Thì là điều ngoại lệ. Thông thường là ai cũng chẳng xếp hàng, chỉ có người này không phải xếp hàng là bởi vì đây là một ngoại lệ đúng không? Chữ lệ này có âm kunyomi là tha thô trong từ tha thuê và có nghĩa là ví dụ, cái này các bạn rất là quen rồi. Động từ là tha thuê được, tha thuê được nghĩa là so sánh ví với. Âm ghép là d, ví dụ trong từ d là ví dụ này. Khi d là tỷ lệ. D gai là lệ ngoại, có nghĩa là ngoại lệ đúng nhỉ? Đôi khi là nhiều từ nó sẽ đảo ngược lại vị trí, nó không giống cái như vị trí mà chúng ta hay nói trong tiếng Việt đúng không? Tê gai nhé, không phải là gai rê. Rê nên là lệ niên, có nghĩa là hàng năm. Ichire là nhất lệ là một ví dụ. Gen đê là tiền lệ. Đây là một số chữ mà gần giống nó. Ví dụ đây là chữ liệt là hàng lối. Retsu đúng nhỉ? Retsha là đoàn tàu hay là reto là quần đảo ấy. Đê là chúng ta vừa học nhá. Đây là liệt trong từ mãnh liệt. Mo retsu đúng nhỉ? Netsu retsu nhiệt liệt này. Nó có bộ. Bộ trên là bộ liệt trong hàng và dưới là hỏa đúng không? Đây là liệt trong từ saku sakeru. Xé rách, làm rách này. Phân liệt. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ dịch hoặc là dị có hai âm Hán Việt. Thì để nhớ chữ này, nó ghép bởi phần trên là bộ nhật là mặt trời và dưới là gì đây? Dưới là chữ chữ vật đúng không? Đấy, nhưng mà ít dùng, mình hay dùng cái chữ vật mà có thêm cái bộ ngưu ở đây nữa đúng nhỉ? Chứ mình ít khi dùng chữ này được một mình. Thì câu chuyện của chữ này đây là mặt trời này, làm nóng các vật. Đây là vật nhá. Mặt trời làm nóng các vật rất là dễ dàng. Thì chữ dịch này có nghĩa là dễ dàng. Âm kunyomi của chữ này là yasa trong từ yasashi. Yasashi ở đây mang nghĩa là dễ đúng nhỉ, chứ không phải là dễ, đây là kiểu vấn đề dễ, bài toán dễ, chứ không phải là người dễ tính nhá. Người dễ tính thì là chữ ưu, yasashi nó khác. Âm onyomi của chữ này có hai, đó là eki và i. Tại sao lại là hai thì tí chúng ta sẽ cùng quan sát. Ví dụ trong từ boeki là mậu dịch, có nghĩa là ngoại thương đúng nhỉ. Đấy, boeki dai gakku là đại học ngoại thương đấy. Kan y là gì nhỉ? Giản dị đúng không? Không phải giản dị đâu, giản dị nhá. Có nghĩa là giản dị đơn sơ này. An y là an dị đúng nhỉ? Dễ dàng đơn giản. Cô eki là giao dịch, nghĩa là thương mại buôn bán. Thì có thể một chữ Hán có hai âm Hán Việt trở lên, lúc đó cách đọc âm ôn của chữ Hán đó có thể sẽ khác nhau. Ví dụ chúng ta có đây là chữ dịch và chữ dị đúng không? Mình chỉ nói là giao dịch đúng nhỉ? Mậu dịch chứ không ai nói giao dị mậu dị. Do vậy dù nó có hai cái đọc là eki và y thì cách đọc đúng phải là bo eki và ko eki chứ không phải là bo y hay là ko y. Ngược lại không ai nói là giản dịch cả đúng nhỉ? Đây là viết nhầm nhé các bạn nhé, giản dị. Do vậy không bao giờ có kan eki mà phải là kan y. Đấy, các bạn lưu ý một số chữ khác, ví dụ như là chữ gì đây, chữ họa này. Chữ họa có hai cái đọc là họa hoặc là hoạch. Thì trong từ hội họa nó sẽ là kai nga đúng nhỉ? Kai nga là hội họa chứ không ai nói là hội hoạch cả. Nhưng kế hoạch thì lại là kê các, không ai phải, không ai đọc là kê ngơ là kế họa cả đúng không? Thì đây là cái điều mà các bạn cần lưu ý khi học nhá. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ giải. Chữ giải này ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ giác. Bộ giác nghĩa là cái sừng đấy, suno hay là kado ấy, cái góc ấy. Phần bên phải ở trên là bộ đao là con dao và phần dưới là ngưu là con bò. Vậy thì câu chuyện của chữ giải là gì nhỉ? Giải quyết vụ dùng dao chặt sừng bò. Đây, toàn bộ chữ này là giải trong giải quyết. Đây là dao này, đây là bò này, đúng nhỉ? Đây là giác này là sừng. Giải quyết vụ dùng dao chặt sừng bò nhé. Âm kunyomi của chữ này là thô, trong từ thô cự có nghĩa là giải đáp, cởi bỏ. Thô kê rự cũng là gì nhỉ? Tự động từ của nó là cái gì đó được giải đáp, được cởi bỏ đúng không? Âm ghép của nó là kai hoặc là ghê. Ví dụ,
trong từ gì đấy, trong từ dikai là lý giải hiểu này, kai to suru là giải đáp, là trả lời nghi vấn vấn đề, go kai suru là ngộ giải, là hiểu lầm hiểu sai, kai ketsu là giải quyết, kai san giải tán, kai tai giải thể, kai bo giải phẫu. Vậy là chữ giải này rất là nhiều cái từ mà giống như trong tiếng Việt mình dùng đúng không? Và đây có viết từ ghê nhưng mà mình không chưa điền, nhưng mà ghê ấy, nó dùng trong từ ghê đô cự nhá, giải độc ấy thì đọc là ghê, được chưa? Tiếp theo chúng ta có chữ nỗ. Chữ nỗ ghép ở phần trên. Đây phần trên gồm có bộ nữ này với lại cái chữ hữu đúng nhỉ? Ma tá ấy, thì ra chữ nô trong từ nô lệ, nô tỳ, nô bộc. Dưới là chữ lực đúng không? Là sức khỏe, sức lực đúng nhỉ? Vậy thì câu chuyện để nhớ chữ nỗ đấy là nô lệ, trên là nô nhá. Nô lệ phải dốc sức ra nỗ lực đúng nhỉ? Đương nhiên rồi đúng không? Không có quyền thế gì luôn luôn bị giai cấp thống trị nó đàn áp, áp bức. Nô lệ này, toàn bộ trên là nô, dưới là lực đúng nhỉ? Nô lệ dùng sức, nỗ lực. Thì âm kunyomi của chữ nỗ là tsuto trong từ tsutomeru, có nghĩa là nỗ lực. Âm ghép đọc là do trong từ do điêu cự. Do điêu cự suru là nỗ lực, chịu khó, cố gắng. Giống giống từ gambaru ấy, cố gắng đấy. Do điêu cự cờ là nỗ lực ra, có nghĩa là người làm việc chăm chỉ. Do điêu cự sho là nỗ lực thưởng, có nghĩa là phần thưởng cho sự nỗ lực. Thì có một số kanji gần gần giống cái chữ nỗ này, chúng ta có thể quan sát ở đây. Ví dụ đây là nô trong từ nô lệ đúng nhỉ? Do re này. Đây là nỗ, nỗ lực này, ở dưới là bộ lực, trên là chữ nô. Nếu mà chúng ta thay cái bộ lực này bằng bộ tâm thì được nộ, tức giận đúng nhỉ? Đọc là gì nhỉ? À, đọc là okoru đúng không? Tức giận nhé, hoặc là đô trong từ donaru ấy, nổi cáu, nổi khùng lên. Chữ cuối cùng ở trong bài số 7 này đấy là chữ, ok phần này chữ này nó dài quá, nó thiếu cả chỗ viết, thôi mình sẽ đưa xuống sau nhé. Chữ này là chữ bổ đúng nhỉ? Bổ trong từ bổ sung. Thì ghép bởi phần bên trái là bộ gì đấy? Phần bên trái là bộ y trong y phục, phần bên phải là bộ phủ đúng nhỉ? Bộ phủ chỉ người đàn ông cao quý. Đây các bạn quan sát ở chữ phủ, đây mình có viết đây, phủ nghĩa là người đàn ông cao quý. Bộ phủ này nếu mà phân tích ấy, thì nó gồm có này, đây là gì đây nhỉ? Cái này là cái bộ dụng đúng không? Dụng trong từ sử dụng nhá. Đấy, dụng này, đây là thập 10 này, và đây là chủ chấm chủ. Vậy thì mình nhớ chữ này là chủ dùng 10 a phủ đúng nhỉ? Chủ này sử dụng, đây là ông chủ nhá, ông sử dụng 10 thằng a phủ đấy. Thì phủ này là người đàn ông cao quý, nhưng mà mình cứ cho đây là a phủ cho dễ nhớ. Vậy thì khi được nhớ được chữ phủ rồi, chúng ta sẽ nhớ được chữ gì đấy, chữ bổ như thế nào? Bổ sung đúng không? Đây toàn bộ chữ này là bổ trong bổ sung, bổ sung bộ y phục cho thằng a phủ. Chữ bổ này có âm kunyomi là ogina trong từ ogina, có nghĩa là bổ sung, đền bù, bù đắp cho. Âm ghép là ho trong từ, các từ như là gì nhỉ? Hoju suru đúng nhỉ? Đây hoju đây, hoju suru là bổ sung, nghĩa là cho thêm, đổ thêm. Hojo suru là bổ trợ. Hose là bổ chính, là sự sửa sai. Honin suru là bổ nhiệm. Hosoku là bổ túc, có nghĩa là bổ sung. Hosho là bổ thường có nghĩa là bồi thường. Đây là một số kanji gần giống chữ bổ này. Ví dụ đây là chữ bổ trong bổ sung, thay bằng bộ thủ được cái chữ bổ trong bắt giữ, tsukamaru đúng nhỉ? Tsukamaeru đấy, chúng ta học rồi, hô các cự sử dụng nhá. Đây là bộ, nghĩa là loài có vú, ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ chữ phổ với lại bộ khẩu. Đây là chữ phổ ghép bởi ba chấm thủy với lại chữ phủ, thì ra phổ bờ biển này. Và đây là gì đây nhỉ? Đây là chữ phố ghép bởi chữ xá, inaka, ghép với lại chữ bổ, chữ phủ đúng không? Ra phố. Nhưng mà những cái chữ này thì chúng ta sẽ học ở các cấp cao hơn. Đấy là 16 chữ Hán của bài số 7 này. Bây giờ chúng ta sẽ lướt qua một lượt 16 chữ này nhá. Đây là chữ bổ này, bổ sung này. Đây là nỗ trong từ nỗ lực này. Đây là chữ giải trong từ giải quyết này. Đây là chữ dịch, dị này trong từ gì nhỉ? Giao dịch này, giản dị này, dễ dàng. Đây là lệ trong từ ví dụ tiền lệ này. Lệ ngoại, ngoại lệ. Đây là chữ dịch trong từ phiên dịch, biên dịch này, thông dịch này. Đây là khuyết trong từ khiếm khuyết này, thiếu sót. Đây là cấp trong từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, đẳng cấp đúng không? Tượng trưng cho reberu ấy, level ấy. Đây là chữ tích, thành tích đúng không nhỉ? Tiếp theo, chúng ta có đây là chữ lạc trong từ gì nhỉ? Nghĩa là rơi rụng đúng không? Lạc trôi. Tiếp theo đây là chữ tiếp. Tiếp đãi, trực tiếp, gián tiếp, lắp ghép đúng không nhỉ? Tiếp xúc. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ diện. Chữ diện này nghĩa là bề mặt, biểu diện đúng không? Hay là
toàn diện, chính diện. Tiếp theo đây là chữ năng trong từ gì nhỉ? Năng, năng lực, khả năng. Đây là chữ khả, khả năng này. Đây là chữ vọng, kỳ vọng, hy vọng, đúng nhỉ? Nguyện vọng. Đây là hy trong từ hy hữu, hy vọng. Đấy. Rồi, một lượt nữa nhá. Nào, đây là chữ hy này, hy vọng đúng không? Đọc là ki, kibosuru, đúng nhỉ? Đặc biệt là trong từ hy hữu kê ư, đúng nhỉ? Đây là chữ vọng, nozomu. Kibosuru, hy vọng này, gambosuru, nguyện vọng. Gambo là nguyện vọng. Đây là chữ khả, kano, đúng nhỉ? Đọc có nghĩa là khả năng. Còn cách đọc đặc biệt có thể là okashi, có nghĩa là buồn cười ấy. Đây là chữ năng, đọc là no, ví dụ như là no ryoku, năng lực này, kano, khả năng. Đây là chữ diện, tsura, hoặc là omo, trong omoshiroi, đúng không? Đấy. Ghép âm đọc là men trong từ mensetsu chẳng hạn, hay là shomen, chính diện. Đây là chữ tiếp, sư ngữ, lắp ghép, lắp ráp. Còn ghép âm đọc là setsu, ví dụ như từ setai, đúng nhỉ? Setai là tiếp đãi, hay là choku setsu, trực tiếp. Đây là lạc, ochiru, otosu, rơi hoặc đánh rơi nhá. Ghép âm đọc là lạc trong từ lạc cả, là rơi xuống. Tích đọc là seki trong seseki, thành tích này. Đây là kyu, đúng nhỉ? Thì kyu, ni kyu, sang kyu, yong kyu đấy, sho kyu, trung cấp, chiu kyu, rồi thì cô kyu, cao cấp, vân vân, tượng trưng cho cấp bậc nhá. Đây là khuyết, kakeru, kakasu, kaku nghĩa là thiếu sót. Âm kunyomi như vậy có nhiều cách đọc. Và âm ghép đọc là ketsu, đúng không? Ví dụ kết tên là khuyết điểm, đúng nhỉ? Phuka ketsu là không thể thiếu. Đây là chữ dịch wake, wakeganai, không có lý nào, đúng nhỉ? Hay là gì đấy nhỉ? Hay là moshiwake arimasen chẳng hạn, xin lỗi, đúng không? Âm ghép đọc là yaku trong từ hongyaku, sư yaku nhá. Đây là lệ tatoeba, ví dụ này, hay tatoeru là so sánh. Còn ghép âm đọc là de, regai ngoại lệ này, thì vì genre tiền lệ, hire tỷ lệ. Đây là hai cái đọc là dịch hoặc là dị, đúng không? Dịch thì sẽ là eki trong từ ko eki là giao dịch, bo eki là mậu dịch, nhưng dị trong từ kanji giảm dị nhá. Đấy, còn âm kun là yasashi. Đây là chữ giải, tô cự, tô kê rự, có nghĩa là được giải quyết, đúng nhỉ? Tô cự là tha động từ, là giải quyết cái gì đó, giải bài toán. Còn tô kê rự là được giải quyết. Âm ghép là kai, rất là nhiều từ trong tiếng Việt có dùng chữ giải này, đúng nhỉ? Giải gì đây nhỉ? Giải tán, giải thể, giải phẫu, đúng không? Giải quyết, lý giải, vân vân, rất là nhiều, mọi người lưu ý. Và đặc biệt trong từ giải độc, đọc là ghê đố cự, chứ không đọc là kai đố cự nhá. Đây là chữ nỗ, trong từ nỗ lực, đúng nhỉ? Chữ tô mê rự, ghép âm đọc là đô trong từ đô điêu cự, là nỗ lực này. Đây là chữ bổ, ogina, bổ sung, ghép âm là hô trong từ hoju, đúng nhỉ? Hoju là bổ sung, hojo là bổ trợ. Đấy, đây là những cái từ các bạn cần lưu ý. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng bài học số 7 ở đây. Chúc các bạn học tốt.